Tích truyện Pháp Cú, phẩm 1, sông yếu. Chuyện bà Sumana. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng. Nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Pháp Cú này Đức Đạo Sư nói lúc ở tại Kỳ Viên Tinh Xá, liên quan đến bà Sumana. Mỗi ngày có 2.000 tỳ kheo thọ thực tại nhà trưởng giả cấp cô độc ở Xá Vệ, và 2.000 vị tại nhà bà đại thí chủ Tỳ Xá Khư Visakha. Tại Xá Vệ, ai muốn cúng dường trước hết đều tìm đến hai thiện tính này. Bạn có thắc mắc lý do không? Giá như có ai hỏi bạn liệu ông cấp cô độc và bà Tỳ Xá Khư cúng dường có được nhiều bằng của bạn không? Và nếu bạn trả lời không bằng, thì bạn có thể để ra 100.000 đồng tiền để lo cúng dường. Và dầu vậy, các tỳ kheo cũng không hoan hỷ, sẽ thầm thì: cúng dường kiểu gì vậy? Sự thật là cả hai vị thí chủ trên biết tường tận khẩu vị của chư tăng và biết chính xác việc gì phải làm. Vì vậy, tất cả những ai muốn cúng dường đều mời hai vị này cùng đi. Và nếu thỉnh chư tăng về nhà riêng thì các thí chủ chẳng thể tự mình lo chu đáo được bằng họ. Gặp những trường hợp này, Tỳ Xá Khư đâm ra lo lắng, không biết ai sẽ thay bà hộ cho chư tăng. Bà trông thấy đứa cháu nội và chỉ định cô ta thay thế bà. Từ đó cháu gái bà Tỳ Xá Khư hộ chư tăng tại nhà bà. Còn ông cấp cô độc thì chỉ định cô con gái lớn Maha Subhadra. Cô gái này chăm sóc chúng tăng như lệ thường, lắng nghe pháp và sau đó chứng quả dự lưu. Rồi cô ta kết hôn và đến sống với gia đình chồng. Ông cấp cô độc chỉ định cô em là Kula Subhadra và cũng như chị cô chứng quả dự lưu, và sau đó lấy chồng và đến sống bên nhà chồng. Cuối cùng ông chỉ định cô em út Sumana. Cô này chứng quả Tư Đà Hàm nhưng vẫn độc thân. Thất vọng vì không gặp được một người chồng, cô nhịn ăn, và vì muốn gặp cha, cô cho người mời ông đến. Ông cấp cô độc đang ở trong phòng ăn khi nhận được lời nhắn tin của con gái. Ông đi đến ngay và hỏi: chuyện gì vậy con gái cưng Sumana? Sumana bảo: em nhỏ hỏi gì? Con nói chuyện thật lộn xộn. Này em nhỏ, tôi không nói lộn xộn. Con sợ hả con gái cưng? Tôi không sợ em nhỏ. Cô không nói nữa, chết ngay. Dầu đã chứng quả dự lưu, ông trưởng giả cũng không chịu nổi sự buồn phiền, nên vừa chôn cất con xong, ông liền đến Phật khóc lóc. Đức Phật bảo: này gia chủ, sao ông đến ta buồn rầu, đầy nước mắt như vậy? Bạch Thế Tôn, con gái Sumana của con đã chết. Rồi tại sao ông khóc? Cái chết không đến với mọi người sao? Con biết Bạch Thế Tôn, nhưng con gái con quá hiền lành, lương thiện. Vậy mà khi chết, nó không tỉnh táo, lại nói mê sảng, thật quá đỗi đau buồn. Nhưng này trưởng giả, con gái út của ông đã nói gì? Bạch Thế Tôn, con gọi nó con cưng Sumana, và nó trả lời: em nói gì em nhỏ? Rồi con bảo nó: con nói thật lộn xộn. Và nó trả lời: tôi không nói lộn xộn em nhỏ. Rồi nó không nói nữa, nó chết. Này ông trưởng giả, con ông không nói nhảm đâu, nhưng tại sao nó trả lời như vậy? Chỉ vì ông là em nhỏ của cô ấy. Này gia chủ, con gái ông lớn về quả vị tu chứng, trong khi ông chỉ chứng quả dự lưu, con ông đã chứng Tư Đà Hàm. Con gái ông lớn về quả vị tu chứng nên nói như vậy. Lý do là vậy sao, Bạch Thế Tôn? Lý do là thế,
gia chủ: Bạch Thế Tôn, giờ nó tái sanh ở đâu? Ở cõi trời đâu xuất? Bạch Thế Tôn, khi con gái còn sống ở đây với anh em thân thuộc, nó đi lại vui vẻ, và khi ra đi, nó lại tái sanh cõi phước lạc, an vui. Đức Đạo Sư bảo ông Cấp Cô Độc: Đúng như vậy, gia chủ. Người chánh niệm, dù tại gia hay xuất gia, đều an vui đời này và đời sau. Phật đọc bài kệ: Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng. Nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn.